khác với các ngành khác, kiến thức trong ngành IT thì rất nhanh hết hạn. Anh lấy ví dụ như là với ngành xây dựng đi, thì việc mà chúng ta xây dựng một cây cầu cách đây 20 năm với lại việc mà ta xây cây cầu hiện nay thì không khác nhau là mấy. Nhưng mà đối với lại ngành công nghệ thông tin á, thì một cái công nghệ có thể làm mưa làm gió cách đây 20 năm thì bây giờ không ai dùng nữa cả. Vậy thì khi mà chúng ta chọn cái ngành này á, thì chúng ta phải chấp nhận một cái việc đó là phải thường xuyên nâng cao kiến thức mới. Vậy thì khi mà chúng ta tiếp cận một cái mới á, thì chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Thì trong clip này anh sẽ chỉ cho mấy đứa một cái công thức, đó là 2W và 1H. Thì cái chữ W đầu tiên đó là chữ What, chữ W thứ hai đó là chữ Why và 1H tức là How. Thì bây giờ anh lấy ví dụ là mấy đứa muốn tìm hiểu về lập trình ứng dụng đa nền tảng đi. Thì thay vì ngay từ đầu á, mấy đứa là vô là mấy đứa chọn một cái công nghệ nào đó rồi cài đặt IDE rồi bắt tay vô code ngay luôn. Đầu tiên là chúng ta hãy tìm hiểu nó là cái gì cái đã, tức là chữ What đó. Chúng ta phải tìm hiểu xem tới coi là lập trình đa nền tảng là gì. Rồi cái thứ hai rất là quan trọng đó là tại sao các doanh nghiệp á, họ chuyển từ dạng native sang dạng hybrid, tức là lập trình đa nền tảng á, tại sao người ta lại phát triển những cái ứng dụng dạng đa nền tảng. Thì khi mà chúng ta đã biết What, biết Why rồi á, thì ta đã hiểu được bản chất, thì lúc đó chúng ta mới bắt tay vào việc coding, tức là chữ How. Thì lúc này chúng ta có thể chọn là Lutter hoặc là React Native, thì đó là câu chuyện ở phía sau. Thì hy vọng rằng là qua clip này á, thì nó hữu ích cho mấy đứa.